mang về không? Cho chị mượn xíu nha. Nè, chị mà là đàn ông á, thế nào sáng mai chị bị nói một lẹo cho coi. Mới sáng sớm bị chiếu tướng rồi. Đúng rồi, chóng xỉ lên. Nè, mai mốt lên chiếc rồi á, không được quên chị nghe chưa?